Đưa cây xanh vào không gian công sở không chỉ tạo cảnh quan môi trường làm việc trong lành và thân thiện, mà còn giúp thanh lọc không khí, tốt cho sức khỏe, giảm căng thẳng, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Sáng mùng 7 tháng 4, Hội Phụ Nữ Phòng Chính trị, Hậu Cần, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an ra mắt công trình phần việc năm 2022 nhằm lan tỏa màu xanh nơi công sở tới các phòng ban trong đơn vị. Tới dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Đình Thảo, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Chính trị, Hậu Cần, Thượng tá Đào Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Phụ Nữ X03, Phó Trưởng phòng Chính trị, Hậu Cần cùng đông đảo hội viên, cán bộ chiến sĩ phòng Chính trị, Hậu Cần tới tham dự. Không gian làm việc rất quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả công việc. Nó không chỉ tạo hiệu ứng thẩm mỹ, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ cảm thấy dễ chịu. Chính vì nhận ra lợi ích thiết thực ấy mà Hội Phụ Nữ Phòng Chính trị, Hậu Cần luôn chú trọng đến việc bài trí nơi làm việc thật nhiều cây xanh, làm dịu không gian làm việc để biến những chiếc hộp văn phòng đơn điệu thành nơi công tác dịu mát và có dấu ấn riêng. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Thảo, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Chính trị, Hậu Cần biểu dương các công tác phong trào của hội trong thời gian qua. Thì phải nói là trong các cái tổ chức quần chúng thì Hội Phụ Nữ là có những cái hoạt động thiết thực nhất và sôi động nhất. Mỗi chị em phụ nữ đã là một cây xanh, đã là một bông hoa tỏa hương rồi. Bây giờ lại tiếp tục có những cái chương trình lan tỏa cái màu xanh như này thì phải nói thật sự là rất ý nghĩa. Mong rằng là chúng ta tiếp tục phát huy được cái đó. Hội Phụ Nữ cũng chọn những loại cây dễ sống, tạo cảnh quan đẹp như kim tiền, kim ngân, vạn lộc, phú quý. Đây đều là những loại cây nhỏ, dễ dàng thích nghi với môi trường nơi công sở và phù hợp để trên bàn làm việc mà ít tốn diện tích. Và hy vọng rằng tất cả các chị em trong ban chấp hành chi hội cũng như hội viên của chúng ta cũng không là đông, nhưng mà chúng ta cũng có một cái phần việc mà chúng ta gắn kết với nhau và chúng ta chia sẻ với nhau. Nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu chúng ta làm với một cái thái độ, một cái tâm thế, một cái tư tưởng mà chúng ta đoàn kết, thì tôi hy vọng rằng không những chỉ là một cái nhiệm vụ chính trị mà nó sẽ thành một cái thói quen tốt, một cái thói quen rất là đẹp trong cái công tác mà chúng ta bảo vệ môi trường. Thông qua mô hình trồng cây xanh trong phòng làm việc vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa để tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Chi hội Phụ nữ Phòng Chính trị, Hậu Cần cũng sẽ theo dõi sát công trình phần việc đang triển khai, đồng thời nhân rộng mô hình trồng và đặt các chậu cây cảnh tới các phòng ban trực thuộc đơn vị.